Hello, xin chào quý anh chị đầu tư đã quay trở lại với kênh ITB Club Channel nha anh chị. Em là Ngọc Lâm. Thì anh chị đầu tư nào đang xem cái video này, mọi người nhớ like và thả cho em Lâm một quả tim. Cũng như anh chị đầu tư nào đang xem live stream thì mọi người để lại cho em Lâm một cái bàn tay ở dưới phần bình luận nha anh chị. Một cái bàn tay ở dưới phần bình luận. Ok, mọi người mà xem ok thì mọi người để lại cho em Lâm một cái bàn tay ở phía dưới phần bình luận nha. Hello anh Vũ Lê, anh Doanh Trần, anh Trường Hương Nguyên Nhơn nha. À, xin chào mọi người hello hello mọi người nha không biết là mọi người nghe em thanh ok chưa ạ một hai ba bốn năm mọi người nghe em thanh ok chưa à? alo alo mọi người mọi người ơi mọi người để lại cho em làm một cái cánh tay dưới phòng lộ nên chị có một số thông tin muốn cập nhật cho anh chị nhau tư buổi tối hôm nay hello anh hợp văn nha anh chị thủy phạm mọi người chưa ngủ hả anh chị vẫn chưa ngủ mà anh kim hồ thành ok xin chào mọi người nha hello mọi người anh nam nguyễn ok xin chào mọi người để lại cho em lâm một cái phần à, à, bình luận bên dưới đây anh chị một cái tương tác một cái like đi mọi người tương tác like mạnh đầu phiên giúp em lâm để cho nó trễ rồi anh chị tối rồi chúng ta làm rớp rẻ lên để cho nó ăn cái đề xuất một tí nhanh gì à, ok thì nó có mấy câu chuyện muốn chia sẻ với anh chị nhà đầu tư cần phải phải lên mình vừa về tới nhà luôn nha anh chị em vừa về tới nhà luôn mới vừa tới luôn hồi nãy cách đây tầm uh, uh, cỡ hai phút chứ mấy mình về tới hai phút mình xét live stream xong mình lên mình live stream cùng với anh chị nhà đầu tư liền anh chị tại vì anh chị nhà đầu tư biết là chiều hôm nay là mình đánh giờ đó đánh gần 4 giờ chiều thì mình mới đánh thì phải tới tầm cỡ 8 giờ thì anh em mình đánh mới xong được tại vì hôm nay cũng có một số đội người ta tắt đánh chậm á, nó tắt về tối nữa thành ra anh em mình cũng chậm. À, tuy nhiên thì mình mới vừa về tới nhà luôn, chạy chở anh Phát, anh Thái về, xong đó là chở là mình với cường chạy về tới nhà đây xong đó lên lên lên, lên. cập nhật cho quý anh chị đầu tư nha anh chị. Ok, thì bây giờ em Lâm xin phân tích về cái thị trường tỷ nha anh chị Thì như cái giai đoạn trước thì em Lâm đã có giai đoạn đã tâm sự chia sẻ với anh chị nhau thứ rồi nha anh chị Là cái thông tin của thị trường chúng ta nó còn rất nhiều cái thông tin phức tạp Và khả năng trong giai đoạn sắp tới nó vẫn còn rất nhiều nha anh chị Nên anh chị đầu tư lưu ý cho em Lâm tí là cái xu hướng về mặt thông tin của thị trường á Thì nó giống như cái giai đoạn trước, nó liên tục có những cái thông tin bất ngờ mà chúng ta chưa kịp phản ứng Cũng như chúng ta chưa kịp nhận diện À, nó bắt được thì khả năng trong giai đoạn sắp tới nó vẫn còn khá là nhiều thôi gì chúng ta phải làm quen và sống cùng với cái thị trường à, khi có những cái thông tin bất ngờ ra tầm cỡ tháng 4 tháng 5 này thông tin nó rất là nhiều tại vì nó bùng trống thông tin mà nó chỉ cần có những cái thông tin tin đồn gì đó vớ vẩn thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái thị trường anh chị à, tuy nhiên về cái mặt ngắn hạn thì hiện tại em Lâm vẫn đang tập trung vào câu chuyện đó là giao dịch về mặt ngắn hạn nguyên anh chị đầu tư nha anh chị tìm kiếm cơ hội và giao dịch về mặt ngắn hạn à, thì hôm nay thì mình có khi mà thị trường nó nhúng xuống thì mình có tham gia vào một số mặt cổ phiếu như ghét chẳng hạn thì có tham gia vào để mà kiếm cái lợi nhuận không kiếm kiếm cái lợi nhuận ngắn hạn thôi anh chị chúng ta lướt sống về mặt ngắn hạn thôi chúng ta xác định lên những cái mã phiếu này là kiếm sống về mặt ngắn hạn à, ngay cả những cái mã cổ phiếu như là à, ghét chẳng hạn rồi hay là hôm nay mình có vào những cái mã cổ phiếu như vx thì vx thì vào thì nó hồi là khá tốt nói chung là mọi thứ về cái mặt ngắn hạn đều ổn hết mình chỉ cần cầu mong là những cái mã cổ phiếu này nó mang lại cái lợi nhuận cho mình tầm ba ba bốn phần trăm ba tới có thể là sáu bảy trăm lên gì chứ mình không cần nhiều thì hầu như những cái bảng phiếu này mình đặt ra được điểm, điểm tê cộng như quý anh chị đầu tư À, và cái điểm rơi của thị trường anh chị không phải cái điểm sụp đổ của thị trường nha anh chị mà cái điểm rơi của thị trường có thể là tới cuối tuần này và qua tuần tới nó sẽ có nhiều cái sự kiện diễn ra à, thì chiều hôm nay thì đi đi đi, 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 đi uh, gặp gỡ giao lưu thì có rất là nhiều thông tin muốn cập nhật với anh chị nhà đầu tư nhưng mà cái tầm điểm rơi của chúng ta sẽ là cuối tuần này, mùa qua tuần tới nó sẽ có nhiều cái diễn biến mà chúng ta cần phải theo dõi cũng như đánh giá rất nhiều trong giai đoạn sắp tới thì riêng về khách hàng của mình đó, thì mình có một cái vấn đề đó chia sẻ đó là gì anh chị anh chị cứ bám sát theo những cái tín hiệu cũng như là bám sát theo những cái tín hiệu trong room thì có những cái vấn đề gì em Lâm sẽ cập nhật trực tiếp trong những cái room này cho quý anh chị nhà đầu tư nên anh chị nhà đầu tư an tâm và anh chị cứ làm đúng theo cái câu chuyện đó là mua giá này bán giá kia là anh chị nhà đầu tư thoải mái và đỡ phải gì anh chị đỡ phải áp lực về câu chuyện là phân tích về mặt thị trường cái nhiệm vụ của em Lâm là gì là bám sát theo cái danh mục để mà đưa ra những cái điểm chốt lại phù hợp cho quý anh chị nhà đầu tư cùng đi cùng quý anh chị nhà đầu tư ngay cả những cái mặt cổ phiếu như DGQ thì hôm nay nó cũng quay trở lại anh chị khá là tốt đúng không anh chị bây giờ khá là tốt không biết ngày mai nó có bung nổi không nha nó bung lên được thì hay quá rồi những cái mảng cổ phiếu rơi vào những cái mô hình giá như BVS anh chị nhà đầu tư thấy không à, BV, BVS một trong những cái mảng cổ phiếu rơi vào cái mô hình cốc và tay công nó khá rõ ràng luôn những cái mảng cổ phiếu này mình đều nói với anh chị nhà đầu tư hết rồi à, xu hướng tất cả mọi thứ nó đều vào ổn vốn kiếm tăng lên như thế này thì BVS nó sẽ là cổ phiếu siêu cổ trong giai đoạn sắp tới thôi à, theo mình là những cái mảng cổ phiếu nó có những cái mô hình giá rất như thế này anh chị nhìn vào thấy đẹp không ạ à? thì mấy cái mã cổ phiếu này thì anh em mình livestream cùng với nhau chứ ai nữa anh chị ai vào đây nữa anh em mình livestream cùng với nhau phân tích cùng với nhau và chia sẻ cùng với nhau những cái, cái cổ phiếu này với ai nữa và trong giai đoạn sắp tới nó còn rất là nhiều ngay cả những cái mã cổ phiếu như VX nó cũng rơi vào mô hình cốc tay cầm nó cũng rơi vào mô hình cốc tay cầm tuy nhiên chúng ta phải xác định nha anh chị chúng ta giao dịch trong những cái mã cổ phiếu này thì em Lâm đang xác định về mặt ngắn hạn À, chứ không phải vì mặt ngắm nắm giữ để mà đi cùng cái cốc tay cầm này. Và em đang xác định về mặt ngắn hạn ngay kể SI hiện tại anh chị nhà đầu tư đang có lợi nhuận rồi. À, đi lướt qua một tỷ thì hầu như những bạn mặt cổ phiếu của anh chị nhà đầu tư mua cũng đang nắm giữ cũng đang có bắt đầu có những cái lợi nhuận. À, tương đối à, được được rồi. À, sắp tới nay mà thứ à, tư thứ năm bắt đầu nó có những cái lợi nhuận cao hơn thì mình sẽ chốt dần chốt dần. À, cơ cấu lại cái danh mục tiếp tục cho quý anh chị đầu tư. Nên mọi người cứ an tâm về cái vấn đề này cũng như đi theo sát em nha anh chị À, em Lâm nói lại một lần nữa nha anh chị còn rất nhiều cái biến động về mặt ngắn hạn mà mình mong muốn rằng khách hàng của mình anh chị là phải bám sát theo những cái vấn đề này để mình có thể cập nhật cùng với anh chị nhà đầu tư để anh chị nhà đầu tư có thể đi sát phải nhớ cho mình nha anh chị phải theo dõi sát trong giai đoạn này mình nhắc đi nhắc lại rất là nhiều rồi chúng ta có thể giao dịch chúng ta có thể mua bán nhưng anh chị phải theo dõi sát có biến động gì đó thông tin gì đó là em Lâm sẽ cập nhật cho quý anh chị nhà đầu tư ngay cái này là rất là nhanh anh chị phải phản ứng tới chứ còn nếu như anh chị đầu tư chiều về sau đó anh chị đầu tư không biết là tại sao thị trường biến động thì lúc đó anh chị hỏi lại thì nó không còn nhiều cái ý nghĩa nữa nhưng mà đợt này mọi người cố gắng đi trong cái phiên đó, để em Lâm có thể đưa tới cho anh chị đầu tư những cái nhận định sớm nhất những cái nhận định nhanh nhất để cho anh chị đầu tư ở một cái vị thế tốt nha anh chị chung quan trọng nhất anh chị nào mà thắng được cái vị thế này thì anh chị đầu tư sẽ làm vua trong giai đoạn sắp tới nếu như anh chị nhà đầu tư thắng được những cái giai đoạn sắp tới này anh chị nhà đầu tư sẽ làm vua chú ý cho em làm chia này em Lâm cảnh báo em Lâm thông báo cho quý anh chị nhà đầu tư chốt bớt anh chị cứ cần hạ à, bớt tỷ động thôi còn lại thì về mặt ngắn hạn thì em Lâm nghĩ là nó cũng sẽ sống sánh đặc biệt là những cái bạn cổ phiếu có những cái tín hiệu tốt hôm nay có những cái bạn cổ phiếu có những cái tín hiệu Là tương đối là hay rất nhiều bạn cổ phiếu hay BVS là một trong những cái bạn phiếu mà anh em mình bàn đã khá nhiều rồi đúng không hôm nay bắt đầu chứng khoán nó cũng chạy lại CTS như nó, nó tăng lại này rồi uh, VCI này nó cũng quay trở lại này. nói chung là đều đều rơi vào những cái mô hình giá đẹp đó, chú ý đi theo thôi còn lại thì anh chị nhà đầu tư cứ tập trung vào những cái bàn phiếu tốt hôm nay ghét mình mua mà điện hôm nay có GEG nó cũng tăng giá rất là tốt nên anh chị hết nhóm này tăng tới nhóm khác tăng hết nhóm này tăng tới nhóm khác tăng ok chú ý cho em về những cái vấn đề thôi thông tin nó vẫn còn đó. nói chung thông tin về mặt phức tạp thì nó vẫn còn tương đối phức tạp ở trong cái giai đoạn sắp tới nhưng mà mình mong muốn rằng là anh chị nhà đầu tư uh, đi theo sát để mà nắm bắt nắm bắt những cái thông tin mới nhất nha anh chị sắp tới đây Ok mọi người có những cái bạn cổ phiếu nào quan tâm không anh chị hôm nay thì cập nhật sơ qua cho quý anh chị Một tương tí về cái danh mục nha anh chị danh mục của mình thì nó bao gồm cả đầu tư Phần tê cộng luôn anh chị hiện tại nó cũng đang là tương đối À, tương đối nhiều thì anh chị nhà đầu tư thấy là sell thì hôm nay nó cũng đang đi lên à, nó quay trở lại những cái vùng giá như 237 anh chị là một trong những tín hiệu khá tốt thì hiện tại em lâm vẫn đang nắm giữ sell sell với hdc hdc thì quay trở lại có lợi nhuận rồi bắt đầu sell nó bắt đầu nó cũng quay trở lại có lợi nhuận anh chị đây là một trong những cái tín hiệu tích cực mà chúng ta đã trải qua trong giai đoạn vừa rồi à, đó là cái mà anh chị nhà đầu tư thấy là là là, là 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 rõ ràng nhất đúng không hai mẹo phiếu này DGQ thì bắt đầu nó cũng có bắt đầu nó cũng chỉ có lợi nhuận tầm phiên uh, uh, giao dịch ngày mai ngày 1, mình thấy DVQ nó cũng tương đối là nó ok rồi đi đúng mô hình tam giác. Nếu ngày mai bung, ngày mai ngày 1 bung là khá là ngon. HV nó vẫn nằm ở trong tầm kiểm soát anh chị, nó vẫn nằm ở trong cái kênh giá này, vẫn đang tích lũy trong kênh giá này. Con này thì về mặt ngắn hàng thôi. Nay mai nếu như nó có lợi nhuận tầm uh, một ít thì mình sẽ canh chốt lại với lại HV cho quý anh chị đầu tư Hiện tại chúng đang quanh vùng giả mua nhưng mà chưa có lợi nhuận nên ra mình chờ CE thì cứ quanh 19 dưới 19 anh chị đầu tư kê nhặt hôm nay khách hàng của mình cũng kê nhặt đối chung mấy cổ phiếu này nó đều tầm trung hạn nên ra chúng ta sẽ không quan tâm quá nhiều vào những cái bàn phiếu này IDI cũng là một cái bạn phiếu bên đi về mặt ngắn hạn nha anh chị IDI này mình cũng ngắn hạn nếu như ngày mai mà cái nhóm cổ phiếu thị sản tăng được thì cũng khá tốt OK VSC IDI hôm nay thì có tham gia vào thêm cái mạng cổ phiếu ghét hôm nay có thêm tham gia vào gate thì trong bước nó đi lên tương đối đẹp nhóm điện à, thứ hai nữa là, là cái mạng cổ phiếu vx thì chiều hôm nay cũng có tham gia vào một ít và hiện tại cũng đang xanh à, tài khoản thì chúng ta sẽ bắt đầu chia ra và để mà chốt lại trong giai đoạn sắp tới từ từ chúng ta sẽ chốt cổ phiếu là tăng trước thì chúng ta chốt lần, à, chia ra nha anh chị nên thành ra là cái chiến lược của em lâm trong giai đoạn sắp tới cũng là canh chốt lại bớt À, chốt lại bớt từ từ, từ chúng ta đi theo thôi, cổ phiếu nó dài để dài, cổ phiếu nó ngắn để ngắn. Nhưng làm sao đó khi mà biến động của thị trường diễn ra, thì chúng ta ở một vị thế tốt Ok không anh chị? À, thì anh chị nhà đầu tư cứ cần chú ý thôi. Mọi người chỉ cần, à ok, mọi người vào trong những cái room mở, ngay cả những cái room mở luôn, à, room khách hàng, mọi người vào ở trong đó, mọi người chờ ở trong đó, mình sẽ cập nhật liên tục cho quý anh chị nhà đầu tư về mặt thông tin tất cả mọi thứ thì cái đó là cái trách nhiệm và nghĩa vụ của em lâm anh chị nên thành ra anh chị nhà đầu tư gan tâm giao cái nhiệm vụ này cho mình em lâm sẽ bám sát theo theo dõi theo và cập nhật chia sẻ cho quý anh chị nhà đầu tư những tín hiệu những vấn đề này an tâm nha mình khá là mệt đó nói chung là chiều hôm nay khi mà mình đảnh xong anh chị rơi vào cái 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 trận thứ hai chín lộ cuối á, trời ơi mình đói bụng mà mình run luôn mình đánh không được luôn bể toan toát ấy. cuối cùng đang ăn hiệp đầu qua hiệp sau thua lại <laughs> qua hiệp sau thua lại anh chị hôm nay vui hôm nay vui nhưng mà đánh buổi tối là con mắt mình nó bị nhòe mình là bị loạn thị anh gì mình có một con mắt nó bị cận thôi nhưng mà mình bị loạn cái tới giờ là nó nhòe hết mình không thấy gì hết nhưng mà cuối cũng hay chiều hôm nay thì đi gặp một số anh em chứng khoán nữa một số anh em làm chứng khoán ở trong ở trong 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 thị trường đây này thì cũng có chụp hình một số anh em cũng đánh tối rồi đó về gặp trao đổi với lại có gặp một số khách hàng nữa thì người ta trao đổi về dòng tiền tình hình thị trường trong giai đoạn sắp tới thôi anh chị nhà đầu tư lưu ý về cái vấn đề thông tin của thị trường thì nó rất rất nhạy cảm rồi anh chị biết là chúng ta không phải là là khi mà chúng ta tiếp cận với thông tin không phải là giai đoạn này không mà anh chị nhớ lại cái giai đoạn từ anh quyết rồi đi nó rất nhiều biến cố đúng không anh chị rất nhiều biến cố nó xảy ra nên anh chị nhà đầu tư lưu ý cho em làm nhiều cái vấn đề nói chung là rơi vào tầm cuối tuần này và tuần tới nó sẽ có nhiều vấn đề về mặt ngắn hạn thì em Lâm vẫn tập trung để mà xử lý cho anh chị nhà tư về mặt ngắn hạn à, chúng ta túc tắt chốt lại đợt này mà chốt lại tầm cửa vài trăm anh chị nhà tư đừng có buồn nha anh chị chúng ta đánh về mặt ngắn hạn mà nên thành ra anh chị cố gắng cập nhật trong tí nói chung thông tin tất cả mọi thứ đều 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 sẽ cập nhật nhanh cho quý anh chị nhà đầu tư ngày mai có mạo phiếu nào ok mốt có mạo phiếu nào ok mình chốt lần cho quý anh chị nhà đầu tư nói chung là cái mục tiêu của em Lâm sẽ chốt lại cho quý anh chị nhà đầu tư cứ từ từ, chốt ít cho chốt nhiều, mình cũng sẽ chốt cho quý anh chị nhà đầu tư, đưa cái vị thế của anh chị nhà đầu tư về vùng giá an toàn, tại vì rơi vào tầm cỡ thứ tư tuần tới anh chị, thì anh em mình lại có một cái chuyến đi, đó là đi uh, mấy cái cái tỉnh ở cái miền biển anh chị, đó, thì lúc này thì em nghĩ là bắt đầu thị trường nó sẽ có những chuyển biến xấu, thì có thể là anh em đang đặt ra cái tham minh để mà đi, thì lúc đó có thể khả năng là anh em mình sẽ bán gần hết cổ phiếu để mà uh, đi cái chương trình này, đó, đó thật, quý anh chị nhà đầu tư là như vậy thì khi nào bán hoặc là bán như thế nào thì em Lâm sẽ cập nhật cho quý anh chị đầu tư đừng hăng máu quá trong giai đoạn tới nha anh chị đó là một trong những cái mình muốn chia sẻ với anh chị đầu tư thôi mình đánh thì mình vẫn đánh thôi nhưng mà mình nhắc nhở quý anh chị đầu tư một tí như vậy để cho anh chị đầu tư hiểu hơn còn về cái thông tin ví dụ STB thì giao dịch hôm nay thì ví dụ anh chị đầu tư bay, bay vào bắt đáy thì mình chưa đồng ý à, thật sự nếu mà anh chị nhà đầu tư hỏi mình bắt đáy STB không thì mình không đồng ý với anh chị nhà đầu tư tại vì để là một cái người giao dịch tốt anh chị thì anh chị không nên vào những cái điều như thế này thật sự là như vậy tại vì chúng ta chưa hiểu gì về những cái điều này thật sự là hiện tại cái thông tin nó như thế nào ngày trước có rất nhiều người chống lại cái vấn đề ví dụ như lúc mà anh quyết chẳng hạn thì rất nhiều người đứng ra à bắt đáy flc rồi sau này chết hết anh chị nhà đầu tư thấy là khi mà chúng ta chứng kiến hoặc là chúng ta nhận một cái thông tin gì đó thì cái phân tích dữ liệu là cái tương đối quan trọng chúng ta nhìn vào à chúng ta chưa thấy cái cảm giác an toàn thì chúng ta không nên vào đó là một trong những cái mục tiêu đầu tư của em lâm là lúc nào cũng phải thận trọng tại vì cái đồng tiền của mình là đồng tiền mồ hôi nước mắt chúng ta phải bảo vệ nó giữ gìn nó phải lau chùi nó thì nó mới hoạt động và kiếm tiền thêm cho chúng ta nhưng không thể chúng ta là phải đi vào những cái mạng cổ phiếu này rồi cầu mong cho cái cổ phiếu nó hồi lại nó thủng luôn hỗ trợ sao Đúng không? Chúng ta chỉ đánh về mặt kỹ thuật thôi. Chúng ta không đưa cái thông tin vào đây, chúng ta không phân tích theo cái câu chuyện đó là thuyết âm mưu. Tại vì khi mà anh chị nhà đầu tư mới vào thị trường anh chị đừng có nghĩ thuyết âm mưu rồi ai là người mua cái volume này, ai là người mua cái volume kia, người ta mua kệ họ. Nhưng mà mình quan điểm của mình là khi mình thấy cái sự rủi ro là mình không tham gia vào. Không phải là mình, thế thôi. Anh chị hình dung không? Còn ai bắt đáy thì có lợi nhuận thì cũng ok. Tuy nhiên là những cái bạn phiếu này nó khá là nhạy cảm về cái mặt ngắn hạn nên chúng ta cứ tham gia vào những cái bạn phiếu này thì lợi nhuận của chúng ta sẽ rất khó được bảo toàn nha anh chị. Ok, cố gắng 25 tỷ mai mà nó bung lên cái nữa ngon ha. Thị trường, thị trường thì nó ổn rồi. Nhưng mà mai nó bung lên cái bắt đầu mình sẽ tiếp tục canh chốt lại. À, tiếp tục cho quý anh chị đầu tư thôi. Hôm nay là đuối á, hôm nay là đúng mệt luôn anh chị. Mình mới vừa 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 lấy máu sáng nay nè. Ok, sale, sale thì bây giờ mình vẫn đang nắm giữ chị, chị Thủy Phạm em vẫn đang nắm giữ. Chị mua mới là sao? Chị mua mới mấy hôm vừa rồi nó có những cái vùng giá đẹp quá mà chị cũng tham gia vào Mấy con này thì em mua lâu rồi Nói chung nói thật với chị Thủy luôn là em kẹp hàng, kẹp bi anh chị Kẹp bi, thoát không được Thành ra là mình nắm giữ nó dài Tới bây giờ thì bắt đầu em về về bờ rồi Đúng không? Về bờ rồi mấy cái bạn có phiếu HDC nó còn xanh rồi Đó thật sự chia sẻ với anh chị nhà tư mình không có trốn tránh trách nhiệm anh chị Cái vấn đề của em làm là chia sẻ với anh chị nhà đầu tư mình không trốn trách Con nào để lại thì mình đã nói với anh chị nhà đầu tư rồi Đúng không? sale thì tới giai đoạn này thì anh là em game cũng đang chờ nó bung lên để mà mà tối hóa lợi nhuận thôi chưa thấy bung họ xe hsg về hsg thì hôm nay nó quay trở lại tuy rằng anh chị nhà đầu tư thấy là có rất nhiều thông tin xấu từ thép anh chị phải hiểu như thế này nè anh chị khi mà giá dầu lên cao á, thì cái lạm phát nó lên trở lại cái lạm phát nó sẽ lên trở lại nó sẽ quay trở lại nha anh chị là câu chuyện lạm phát thì khi câu chuyện lạm phát quay trở lại thì những cái nhóm ngành không? bắt đầu giá cả nó sẽ tăng trở lại ông mình chưa không nói về thép mà mình nói về những cái nhóm ngành khác giá cả vật tư nó sẽ tăng trở lại thì nó sẽ 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 có một cái đợt tăng giá tiếp đối với những cái bạn cổ phiếu liên quan về những cái nhóm ngành đó thì đối nhóm thép thì mình thấy ok rồi ví dụ như hoa sen nam kim mình đánh giá ổn mà em đã nói với anh chị nhà đầu tư rất nhiều ở chỗ đây rồi thì khi mà cái tuần nó đi xuống anh chị tại sao nó không phá lên chỗ này tại sao nó không phá lên chỗ này và tại sao nó không phá lên chỗ này đúng không mà ngay cái dao găm gãy này nó lại chui lên đó là gì gì chúng ta phải hiểu cái dao găm gãy là cái gì cái sự kiện gì xảy ra cái dao găm gãy này thì anh chị nhà tư thấy tại sao mà mấy hôm vừa rồi, rồi nó không ngóc lên tới hôm nay bắt đầu nó ngóc lên nó chui qua khỏi cái 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 vùng mỏng này anh chị, cái vùng gãy này tại cái vùng gãy nên là cái vùng yếu khả năng có thể phá vỡ được cái vùng gãy này là tương đối cao anh chị nhà tư hình dung được mà thì bây giờ nó phá vỡ ra ví dụ như nam kim đồ chẳng hạn nkg chẳng hạn đó bắt đầu nó lên thì cái vùng gãy đấy bắt đầu nó sẽ suy yếu thì nếu nó xuyên qua được thì cái nhóm thép nó vẫn là một cái nhóm ok anh chị đầu tư có thể nói xấu à cái nhóm thép như thế này rồi giá thép ở Trung Quốc nó phá đáy nhưng mà đối với quan điểm của mình nhóm thép nó vẫn đang ở một chu kỳ tốt và thép cũng là một trong những bảng phiếu mà anh chị đầu tư có thể chú ý để tham gia vào cho mình đã phân tích cho anh chị đầu tư khá là nhiều rồi. có VGS này với Nam Kim tương đối là hay ở đây thì bây giờ chúng ta mua thì chúng ta sẽ khó có điểm vào nhưng mà đúng ra thép thì anh chị đầu tư phải chờ mua giá đỏ là đẹp À, nay có sụp hầm có chị ơi có sụp hầm nha hôm nay là cái đường về là em lâm bị sụp hầm dạo gần đây mình đánh hay lắm rồi mà sao cuối cùng không ăn được mỹ đang chỉnh mạnh lắm ơi à, bây giờ thì à, mọi người đừng có có theo dõi nhiều về cái thị trường này nữa chúng ta tập trung vào cái thị trường của chúng ta không không ông anh chị đầu tư cái hóng bên này mất đông là mất ngủ các mọi người cứ thoải mái mọi người cứ tập trung ở trong những cái room đó em lâm sẽ cập nhật cho quý anh chị nhà đầu tư nó chỉnh là cái điều bình thường thôi tại vì nó lên quá lâu quá cao quá dài rồi thì bây giờ chúng ta đòi gì nữa nó mở gáp nó giảm nha anh chị mở gáp giảm là một trong những cái xung lực giảm tương đối mạnh thì chúng ta phải cần chờ thôi em lâm nói với anh chị nhà đầu tư một lần nữa nha nếu như anh chị nhà đầu tư đã theo dõi em lâm á thì anh chị nhà đầu tư biết mình luôn luôn cảnh báo rủi ro cho quý anh chị nhà đầu tư trong giai đoạn này chúng ta đi kiếm ăn ở trong giai đoạn này á chúng ta đang bước ra khỏi khu vực an toàn ngay cả em Lâm cũng vậy nha anh chị em Lâm đang bước ra khỏi khu vực an toàn em Lâm giống như một cái con nai á, mà bước vào một cái khu rừng của một cái con thú nào đó mình chưa biết được mình kiếm ăn ở đó nó có những cái ngọn cỏ rất là ngon không nó có những cái cánh đồng cỏ rất là ngon nhưng chúng ta bước vào đó là cái lãnh thổ của người khác không khi mà chúng ta đi kiếm ăn á, thì chúng ta chỉ ăn về mặt ngắn hạn và chúng ta phải để ý quan sát nếu như có những sự kiện gì lớn diễn ra chúng ta bỏ chạy chúng ta chạy không kịp là người ta sẽ ăn thịt chúng ta về hình dung ngay cả bản thân em lâm vậy ví dụ như em giao dịch ở trong thời điểm này giai đoạn này thì em lâm bước vào cái giai đoạn của những người khác rồi mà cái rủi ro của em lâm nó vẫn cao ấy. nó cao với anh chị đâu phải là mình 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 vào đâu ví dụ anh chị đầu tư mua hàng mới cái rủi ro của anh chị đầu tư rất cao ngay cả bản thân mình cũng vậy nếu mà giải ngân ở trong thời điểm này nếu mà chúng ta giải ngân full hàng full margin full gì đó thì rủi ro của chúng ta cực kỳ lớn luôn đừng nghĩ thị trường nó lên thang bộ nó xuống thang máy nó xuống cả 40 điểm là anh chị đầu tư không bao giờ thoát được đối với thị trường nó xuống 40 điểm thôi chứ bán gì nữa mà khi mà mình nghĩ à thôi bây giờ xuống 40 điểm mình không bán nữa nó giảm sâu quá rồi nó lại xuống thêm 40 điểm nữa là bình thường và thị trường nó phức tạp như vậy thành ra là chúng ta đang giao dịch là chúng ta phải xác định về mặt ngắn hạn và chúng ta phải theo dõi em Lâm nhắc lại một lần nữa anh chị phải theo dõi sát ở trong cái room giúp em Lâm một tí để em Lâm có thể sử dụng hoặc là chúng em Lâm có thể thông báo sớm nhất đưa tới cho anh chị nhà đầu tư để tránh cái trường hợp lại rủi ro cho anh chị nhà đầu tư về mặt ngắn hạn lưu ý nha anh chị đừng có say mê quá đối với thị trường đợt này chốt lại được thì lo mà đi chơi nghỉ ngơi sẽ hơi một tí đừng có máu chiến quá đối với thị trường đó là cái lời khuyên của em lâm thôi sắp tới nó tình hình thì nó còn nhiều cái thông tin nên chúng ta chú ý thôi nói chung là bây giờ cái nói với anh chị nhà đầu tư nó qua nói lại vậy anh chị cứ tập trung vào room cho mình sau đó em đi đi như thế nào thì anh chị nhà tư cứ đi theo đó thôi khỏe đừng có suy nghĩ nhiều về thị trường nhiệm vụ suy nghĩ về thị trường đánh giá về thị trường thì mọi người cứ giao lại cho em lâm Uh, mua mới uh, mua mới thì chị phải lựa những cái mặt cổ phiếu nào có xu hướng ngắn tốt chị vào sale thì nó vào nó nó một hai phiên nữa nó lại không tăng lên chị lại nóng luôn uh, bcm đi uh, về bcm anh chị bcm à, uh, về bcm này thì anh chị đầu tư thấy là nó có một cái hỗ trợ anh chị hỗ trợ khá là tốt ở vùng giá 64 thì nó chạm giá số tư thì nó quay trở lại uh, cái xu hướng anh chị nhau tư có thể thấy, thấy là hôm vừa rồi nó cũng về tới khu vực phía dưới này 63 64 thì nó bật lại thì hôm nay nó cũng về tới 63 64 nó bật lại tại vì nó đang có cái hỗ trợ tương đối cứng ừ. BCM là một trong những cái bạn phiếu mình đánh giá khá là ổn để có thể nắm giữ được Nên anh gì 65.000 này ví dụ như bất động sản công nghiệp hoặc là phát triển đầu tư ở, ở khu vực những cái khu vực như Bình Dương rồi chẳng hạn sau này nó hot lên thì những cái con như BCM nó vẫn là một trong những cái cựu chiến binh nha anh gì ừ. kỳ cựu khá là tốt chốt é e đai ngắn hạn thì chốt é e đai ngắn hạn ở đây nó có hai cái yếu tố chính để em lâm phân tích cho quý anh chị nhà tư như thế này thì khi mà tham gia vào mạng cổ phiếu này nó sẽ có một cái game phát hành thì anh chị nhà tư đang lựa chọn à bây giờ anh chị nhà tư mua phát hành hay là anh chị nhà tư sẽ như thế nào vâng nếu như anh chị đầu tư đánh về mặt ngắn hạn thì anh chị chỉ cần theo dõi sát ở trong room khi nào em lâm sẽ thông báo cho quý vị đầu tư điểm chốt còn lại anh chị đầu tư đã theo dõi về mặt dài hạn để mua phát hành thêm thì anh chị cứ để đó thôi đừng có lo lắng về cái mặt biến động của mặt ngắn hạn ok không anh chị ví dụ như anh chị nhà đầu tư theo dõi em trong room em chốt về mặt ngân hàng chắc chắn mình sẽ chốt đâu đó tầm cỡ năm sáu phần trăm nếu có đối cơ hội đối mạng phiếu này hiện tại thì nếu như mà cổ phiếu này ok thì chỉ có mới được hai bàn trăm thôi nếu như nó lên nữa thì được bốn năm trăm thì mình cũng sẽ canh chốt cho quý anh chị nhà đầu tư tại mình có thêm vít mình là mình nhìn vào tổng thể để mình xử lý nha anh chị tổng thể tài khoản để mình xử lý đó. về mặt ngắn hạn anh chị đầu tư bán sát theo mình còn về mặt trung hạn thì anh chị đầu tư đừng có xem những người live stream về mặt ngắn hạn nữa bỏ đó để ăn cổ tức rồi sau đó là gì anh chị nhận cổ tức rồi 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 à, mua phát hành thêm đi đừng suy nghĩ nhiều à, xem bc 1 giúp em anh nguyễn duy khôi ở đây có hỏi là bc 1 ok À, về BC1 thì hôm qua thì anh em mình có nói không biết là hôm qua có một anh nào đó ngồi đây và hỏi mình về BC1 thì BC1 nó rơi vào câu chuyện là gì đó là mô hình tam giác thì khi nó rơi vào mô hình tam giác thì nó cửa lên hay cửa xuống thì bây giờ anh chị nhà đầu tư thấy là nó vừa chạm cửa cửa xuống thì nó quay trở lại nó lên thì về xu hướng những cái bạn cổ phiếu điện phiên giao dịch hôm nay thì nó đang có xu hướng tương đối là ok nó muốn phá vỡ qua đây nó lên anh chị nhà đầu tư thấy là BCG chẳng hạn anh chị thấy là hôm nay nó cũng ngóc đi lên mấy mặt cổ phiếu Ben mà mình, mình nói với anh chị nhà đầu tư này BCG, G, EG này đều ngóc đi lên hết điện nó có cái tín hiệu cả là cái nhóm nó nó phóng đi lên hết thì con BC1 này cũng tương tự Ok nó có một nhịp hồi phục nhưng mà nó chưa phá vỡ qua được cái mô hình tam giác này cửa lên hoặc cửa xuống Và bây giờ anh chị nhà đầu tư đặt cửa cửa lên thì anh chị nhà đầu tư có thể vào còn đặt cửa cửa xuống thì anh chị nhà đầu tư chưa vào điểm giá mua phù hợp nhất là 26 nếu như đợt này nó có rung lắc điều chỉnh vào 26 là cực kỳ đẹp đối với cổ phiếu BC1 để anh chị nhà đầu tư có thể tham gia vào Ok ở đây em Lâm có gửi một đường link tham gia vào cái mở cho quý anh chị nhà đầu tư nha anh chị nhà đầu tư nào chưa tham gia vào thì anh chị nhà đầu tư tham gia vào ngay ở dưới cái phần bình luận anh chị nhà đầu tư nào nha anh chị à, anh chị nhà đầu tư nào mà tham gia bộ room vip trong khách hàng đồng hành cùng với em Lâm thì liên hệ ngay ở đây có anh Ngô Thành có hỏi là anh cho em hỏi tỷ giá tăng mạnh chắc chắn cái điều này sẽ ảnh hưởng tới thị trường chắc chắn cái điều này sẽ ảnh hưởng tới thị trường đó là một cái mà mình hỏi anh chị nhà đầu tư có những người họ có thể họ đưa ra những cái phản biện tỷ giá nó sẽ không ảnh hưởng nhiều tới thị trường nó sẽ có hai luồng thứ nhất là anh chị nhập nhập khẩu hay xuất khẩu không à nó sẽ liên quan về vấn đề tỷ giá này chúng ta đang ở một cái lợi thế như thế nào ví dụ chúng ta mà mà bán đồ ra thu tiền đô về thì chúng ta ngon đúng không bán đồ ra bán bán thu về thì ngon còn nếu mà chúng ta mà vay mượn đồng đô nữa thì nó sẽ rất khó khăn để chúng ta sẽ tìm những cái mảng cổ phiếu nào nó được hưởng lợi tuy nhiên tỷ giá tăng thì chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng tới thị trường tại vì khi mà tỷ giá tăng cao quá sẽ có một số chính sách can thiệp sẽ ảnh hưởng tới thị trường nên anh chị nhà đầu tư phải lưu ý cho em lâm một xíu nha anh chị chứ không phải chúng ta không phải thờ ơ được hiện tại tỷ giá đang tăng khá là cao đây là một trong những cái vấn đề không phải chúng ta dựa vào đây để chúng ta quyết định mua bán mà chúng ta có cái kiến thức chúng ta có cái đánh giá chúng ta có cái nhìn nhận để chúng ta phòng vệ cho cái tài khoản của anh chị của chúng ta sau này khi mà trải qua những cái trận đánh lớn anh chị thì anh chị mới thấy được là em lâm chia sẻ của anh chị nó có cái phần ý nghĩa tại vì chúng ta có tiền chúng ta mất tiền chúng ta có tiền chúng ta mất tiền thì khi nào anh chị mất tiền nhiều thì anh chị nhà đầu tư mới thấy là em Lâm chia sẻ với anh chị nhà đầu tư có ý nghĩa. Ở tại thời điểm này cái quan điểm của mình vẫn là bảo vệ cho nhà đầu tư. Không quá hăng hái anh chị, không quá hăng hái chiến đấu. Em Lâm cũng sẽ tìm cách để mà chốt lại với quý anh chị nhà đầu tư à, chứ không phải là không đâu. Ok một lần nữa thì anh chị nhà đầu tư nào đang xem live stream thì nhớ like và thả cho em Lâm một quả tim nha. Mọi người tương tác hơi ít, tham gia vào room VIP luôn khách hàng, đừng quên liên hệ ngay cho em Lâm nha anh chị. Ok lưu ý cho em Lâm, like cho em Lâm, thả cho em Lâm một quả tim nha anh chị còn bây giờ danh mục của em Lâm nhiều lắm đó thật sự với chia sẻ của anh chị nhau tư danh mục của em Lâm hiện tại cũng đang khá nhiều mình cũng đang nóng ruột anh chị chưa có cái mạng cổ phiếu nào nó có lợi nhuận ngon ngon chốt hôm qua mình mới chốt viết về ít cũng cũng viết được hai chấm mấy phần trăm thôi Nói chung là mình ăn rẻo rẻo anh chị còn lại danh mục hiện tại nó cũng đang tương đối nhiều mai mốt mà bung lên cho mình thêm một hai cây nữa thì bắt đầu xử lý đẹp cho quý anh chị đầu tư đưa cho anh chị đầu tư lại về cái vị thế an toàn nghỉ ngơi xả hơi đi du lịch gì đó tiếp tục chờ xu hướng đó là chiến lược của mình thôi tại vì mình là người thần tượng nói chung là mình thần tượng về câu chuyện đó này là, là vì phân tích kỹ thuật đó là công cụ mà nó mang tới cái bát cơm cho mình gì thì mình vẫn phân tích và mình thấy đó là cái phân kỳ của MACD nó vẫn còn đang rất mạnh nó phân kỳ nó vẫn đang rất mạnh nó đang có cái yếu tố muốn hình thành những cái, cái vấn đề uh, phân kỳ thì chúng ta phải hiểu được là gì có thể cái phân kỳ nó kéo dài chứ không phải là nó chỉ có xuất hiện ra một vài phiên tại vì anh chị nhà đầu tư tính đến nếu mà một phân kỳ nó tới 14 đến 14 đến thì nó sẽ rất là mạnh thì trong cái vấn đề đó có thể nó sẽ kéo dài đâu đó là tầm 14 hoặc là 28 đến là chuyện bình thường trong cái vấn đề đó nhưng nó vẫn duy trì phân kỳ chúng ta cần chú ý thôi đó là em lâm nhắc nhẹ những quý anh chị đầu tư nha anh chị nhiều khi anh chị đầu tư xem anh chị đầu tư đừng có buồn thấy em lâm nó nói rủi ro quá nhiều khi mình cũng lo nhưng mà thực chất em lâm nói quý anh chị đầu tư nó đều có những cái à, lý do hết nhỉ nó đều có những lý do hết chứ không phải là tự nhiên mình nghĩ ra mình nói cho quý anh chị đầu tư đâu nhưng riêng ở thời điểm này thì hàng của em lâm nó còn tương đối nhiều nhưng mà chia sẻ đó là chia sẻ thật Quý anh chị nhà đầu tư là phải nói cho anh chị nhà đầu tư hiểu để cho anh chị nhà đầu tư là tập trung À, cho mình hỏi là bsi idi với đó. À, cho hỏi mua mua thì idi thì mình đã mua cách đây vài hôm rồi à, nếu như mà à, chúng ta may mắn thì chúng ta sẽ có một phiên rach ở ngày mai có một phiên bùng nổ ở ngày mai nó kiếm được 4 năm gì đó thì về mạng cổ phiếu này thì mình sẽ chốt cho quý anh chị nhà đầu tư trước tại vì khi mà vào cổ phiếu này thì mình cũng xin phép anh chị nhà đầu tư khách hàng rồi đó là hàng t cộng à giao dịch T+ cộng thì mình cũng đã xin phép anh chị nhà đầu tư rồi thì về mặt ngắn hàng anh chị nhà đầu tư chơi cái mã phiếu này thì xác định về mặt ngắn hàng. Có lợi nhuận mình sẽ canh chốt, tối ưu hóa lợi nhuận cho quý anh chị nhà đầu tư nha. Ở à, BSI thì nó tương đối cao, mấy con à, chứng khoán thì hôm nay nó có một cái pha rẹt lên ví dụ như FTS được chẳng hạn. Nó có một pha rẹt lên. À, tuy nhiên BSI nó đang ở những cái vùng giá cao quá nó sẽ không cho chúng ta cái điểm mua mới. Nó sẽ không cho anh em mình cái điểm mua mới nha anh chị. À, sale thì sale thôi bây giờ anh chị nhậu tư đừng vào nữa mình nói thật với anh chị nhậu tư đừng vào sale nữa cho nó chạy đi anh chị vào đông quá nên mình nặng sale quá nó chưa lên được đâu nói chung nó quanh quanh đây rồi nó tài lại tết lại nó chưa đi được đâu thành ra đừng nóng ruột nhưng mà em nghĩ là nên kiếm mà khác anh em mình nằm trong sale nó rất là vất vả rồi anh chị vất vả lắm cho hỏi ok hello anh kiên vũ nha mọi người có những cái bạn cổ phiếu nào quan tâm mình để lại phần bình luận bên dưới anh chị nhà đầu tư nào tham gia một room vip trong khách hàng theo dõi em Lâm được một thời gian rồi yêu quý em Lâm thì nhớ liên hệ để mà em Lâm có thể hỗ trợ à, anh chị đầu tư trong giai đoạn tới nha à, nhà máy lọc dầu không biết là cái thông tin này nó mới đây hay sao ta khoảng 4 tiếng trước nhà máy lọc dầu lớn của Nga bị trúng tên lửa không không biết là cái giá dầu có tăng mạnh hay không đây còn mấy con như BVS, bvd thì nó sẽ liên quan về câu chuyện gì, gì? nó sẽ, sẽ liên quan về về lobeo môn rồi nó sẽ liên quan về lobeo môn bitcoin cũng đang giảm mạnh chỉ có vàng là tăng mạnh chỉ có vàng là tăng mạnh dầu cũng tăng mạnh vàng thì mình đã nói với anh chị nhà đầu tư rồi anh chị đừng có đầu tư vào vàng làm gì tới thời điểm này thì có hàng có vàng thì cứ nắm đi có vàng thì cứ nắm đi nghe lời em lâm nắm giữ vàng đi nhưng mà anh chị nhà đầu tư cố gắng để tiền đợt tới này thị trường nó biến động xuống dưới anh chị nhà đầu tư bác bảo đảm anh chị nhà đầu tư trung lớn luôn em nói với anh chị nhà đầu tư cứ chờ cầm tiền đó anh chị nhà đầu tư sẽ lãi nhiều hơn rất nhiều so với anh chị nhà đầu tư mua vàng ở tại thời điểm này nhưng mà có vàng thì không cần phải bán ra tại vì nó cũng là một tài sản bảo đảm cũng như là một cái tài sản tích trị cho quý anh chị nhà đầu tư trong giai đoạn này ok những cái mạng cổ phiếu này nha anh chị Đó, chú ý bám sát theo room thôi còn cái thông tin thì thật sự của anh chị nhà đầu tư là ở trên này thì mình sẽ không có kể của anh chị nhà đầu tư hoặc là không có phân tích rõ về vấn đề thông tin cho quý anh chị nhà đầu tư được nhiều khi anh chị nhà đầu tư phải thông cảm nha anh chị nhiều khi anh chị phải thông cảm cho em lâm nhưng em lâm nhắc anh chị nhà tư rồi thì anh chị nhà đầu tư phải cố gắng nhớ để ý tí thôi là ok nha anh chị Chứ không là em lâm nói toạc toát, toát ra sao nói toạc ra được anh chị nhạy cảm mà là anh chị nhà đầu tư lưu ý em lâm sẽ cập nhật cho anh chị nhà đầu tư ở trong room bán như thế nào mua như thế nào mọi người cứ làm đúng theo phương pháp theo đúng cái tín hiệu là mọi người sẽ có những vị thế tốt còn bây giờ là mọi người cứ đi mua sáo xào lên tới những giai đoạn mà người ta chuẩn bị canh bán mình cứ đi mua vào thì cái rủi ro của mình nó cao ok hoa sen hoa sen thì bây giờ có hàng nắm giữ thôi chị huyền châu xem giúp dbc lọc trời br điểm mốc ok à, đối với dbc là gì dbc thì tới hiện tại bây giờ thì nó không còn cái điểm mua cho quý anh chị nhà đầu tư nữa rồi anh chị cái quá trình đối mạng của phiếu này đi lên nó cũng đã tăng tương đối dài rồi À, khi cái cổ phiếu này nằm ở cái vùng mình nhớ không lầm đó là vùng 22 đến vùng giá 21.000 thì vùng giá này là anh em mình có uh, có 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 hàng ở khu vực phía dưới rồi. Thì mình có nói với anh chị đầu tư là đợt này con này sẽ đánh lên 36.000, Nói DBC thì hôm nay thì nó cũng đã lên tới vùng giá 32.000 mấy rồi. Vì cái trend xu hướng lúc đó là đánh theo game game của của ờ uh, nó đánh theo game vaccine thì giai đoạn đó là cái game của vaccine thì bây giờ anh chị nhậu tư thấy nó ba hai ngàn rồi mục tiêu nó cũng đã gần đạt được rồi cho là nó đạt được rồi nhỉ về mặt ngắn hạn cho là nó đã đạt được rồi tương đối đúng cái trend rồi nó không còn điểm mua cho quý anh chị nhậu tư nữa Lọc trời ltg à, về ltg thì ở đây nó có hai cái À, làm cho nhà đầu tư ăn đò đó là hai cái vấn đề xấu nếu như chúng ta nhìn vào cái báo cáo trong cái giai đoạn vừa rồi của lộc trời á, thì cái đợt trước thì hình như nó báo cáo nó lộ nói chung là nó đặt ra cái sự kỳ vọng lớn nhưng cuối cùng báo cáo nó không có gì hết gì thành ra mấy cái mạng cổ phiếu đây mình sẽ không tham gia vào thật sự ngay cả lộc trời nó liên quan về cái gì anh chị về về về, về thực phẩm đồ nhưng mình thấy nó rất khó đánh rất khó giao dịch mấy con này nên bỏ nên bỏ nó loạn để đợt này anh chị nhà đầu tư đánh ban thì được đánh ban thì ok hơn chứ còn anh chị nhà đầu tư đánh mấy con kia nó nó trời ơi lắm à, BSR ở đây mình nói với anh chị nhà đầu tư như thế này nè muốn như BSR anh chị muốn vẫn được tại vì BSR nó tích lũy trong một cái khung giá tương đối nó dài nó có thể rách lên tuy nhiên nếu mà đã đánh vào dầu khí thì đừng nên bỏ qua BVS đừng nên bỏ qua BVS mình đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều phải mua con chim đầu đàn đừng có mua con chim thứ hai con chim thứ ba con chim thứ tư vậy anh chị cứ bập PVD, PVS, BV, đặc biệt là PVS. Tại vì nó rơi vào mô hình góc tay cầm và nó đang có một cái game rất là khủng. Anh chị biết cái khối lượng tiền mà đổ vô cái lobeo môn để mà làm dự án này anh chị. Nó hàng tỷ đô, hàng chục tỷ đô. Chứ không phải lấy để mà hình thành lên cái đại dự án này. Đấy là cái đại dự án nha anh chị. Không phải câu chuyện đơn giản. Tiền nó vào đây em nói với anh chị đầu tư là tiền đây chứ tiền đâu được thì những cái mạng cổ phiếu này được lời mà cái con này nó lại có thêm cái mạng hình như nó có thêm mạng điện nó điện gió điện đồ nó cũng có tham gia vào con này nó ăn tương đối là kép luôn thì cái quýnh vô mấy cái con này thì em lâm nghĩ với anh chị đầu tư là anh chị thắng lớn còn cái tập trung vào đánh BR nặng lắm anh chị à nặng lắm quýnh mấy con mà mà xe lưu xe tăng đó anh chị đầu tư làm sao mà, mà à, kiếm ăn được trên thị trường nữa anh chị tập trung vào mấy con mà hot mạnh anh chị đầu tư đánh nha anh chị đừng có chạy lung tung Em Lâm có gửi một cái đường link tham gia vào cái room mở dưới phần bình luận nha. Anh chị nhà đầu tư nào chưa tham gia thì tham gia vào ngay. Cũng như anh chị nhà đầu tư nào chưa tham gia vào room vip, chưa tham gia vào room khách hàng thì liên hệ ngay với em Lâm để em Lâm có thể hỗ trợ tư vấn đồng hành cùng quý anh chị nhà đầu tư nha. BR rồi OK. Nhắc sơ qua một tí về về câu chuyện của thị trường để cho anh chị nhà đầu tư nắm bắt thôi. Em Lâm cũng cố gắng là đi về rất mệt nhưng mà em Lâm phải lên cập nhật cho quý anh chị nhà đầu tư chúng ta sẽ có cái tham minh đó là chúng ta múc tẹt ga tầm cỡ tháng 7, tháng tháng 8, tháng 9, tháng 10 và cuối năm chúng ta sẽ có một con đại sóng rất lớn của thị trường. Cái nhịp tới này thì anh chị đầu tư phải cố gắng để làm sao đó múc được khi thị trường điều chỉnh đi tới và mua những cái mã phiếu tốt để nắm giữ từ đây cuối năm. Sắp có rồi anh chị, sắp có cái cơ hội này rồi. Còn một vài phiên tới thì anh chị đầu tư phải quản trị rủi ro cẩn thận, đừng có múc bừa bãi nha anh chị. Ok, mẫu hình lớn hết rồi, mẫu hình đang tàn rơi vào cốc tay cầm hết rồi sau này nó tăng ghê lắm anh chị đầu tư an tâm một lần nữa anh chị nhớ like và thả cho em Lâm một quả tim nha tối hôm nay em Lâm cố gắng với anh chị đầu tư chiến đấu anh chị đầu tư nửa tiếng đồng hồ thôi hẹn anh chị vào tối mai nha anh chị mình rất đuối anh chị nói chung là hôm nay mình đói mình run tay run chân luôn muốn không được luôn muốn không được mình không phải đổ thừa cho là đói nhưng mà nấu anh chị đầu tư quá đuối mà về tới đây mình cũng phải lên để đồng hành với anh chị đầu tư mình biết mà anh chị đầu tư biết là mình mình đam mê về chứng khoán như thế nào nữa nó là cái 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 động lực rất lớn của mình anh chị về chứng khoán tất cả mọi thứ mình có tới hiện tại bây giờ đều nhờ chứng khoán hết Đó là mình nói thật với anh chị đầu tư chứ còn đi làm bên ngoài thì mình nói anh chị đầu tư không kiếm được tiền mà đúng ra thị trường chứng khoán nó đã mang tới cho mình cái cơ hội rất lớn để tiếp xúc với người này người kia để có được những cái mối quan hệ tốt cực kỳ tốt tới hiện tại bây giờ chứng khoán là một cái đầu mối cái sự kết nối cho mình thành công mình muốn chia sẻ với anh chị nhà đầu tư về về câu chuyện về thị trường cũng như cổ phiếu nhiều khi mình nghĩ muốn like một hai phiên là mình nhớ anh chị nhà tư ok mọi người thì chắc là mọi người cũng đi ngủ sớm tại 12 giờ rồi ngày mai mọi người cũng đi làm nữa thì chúng ta sẽ gặp nhau vào tối mai mình sẽ livestream vào 21 giờ 30 vào tối mai anh chị nhớ đón xem nha anh chị và khi mà xem livestream của em lâm đừng nhớ quên like và tương tác với em lâm cũng như anh chị nhà tư nào mà yêu quý thì nhớ tham gia vào room vip cùng với em lâm ngay nha anh chị đừng chần chừ nữa nha anh em mình sẽ về chung một nhà nha anh chị và sắp tới nó sẽ có một cái cuộc chiến rất là lớn rất rất lớn anh chị phải nắm bắt được cái cuộc chiến này nha anh chị mình nghĩ là gần rồi và đặc biệt là bắt đầu sống sẽ rơi vào tầm tháng 5, 6, 7 đổ vào cuối cuối năm cuối năm chúng ta sẽ kết nến đâu đó trên một bốn thì cuối năm bắt buộc anh chị nhậu tư phải x2 tài khoản. Mình không biết là tài khoản của anh chị nhậu tư bao nhiêu. Nhưng mà ít thì anh chị phải x2 được tài khoản trong giai đoạn sắp tới. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người ngủ ngon. Hẹn gặp lại mọi người vào uh, phiên giao dịch ngày mai nha anh chị. Có vấn đề gì thì alo cho em làm ngay nha. Nhắn tin cho em làm ngay. kết bạn với em làm ngay nha anh chị. Cảm ơn.